Mày! Leo vô tụi bạn đi. It was at this moment that he knew he fucked up. Màu hồng luôn á chị. Màu tím. Màu hồng hay tím, coi coi lại cái mặt, cái nhìn cái mặt ta da kìa. Nhìn đúng kiểu là thích đồ không? Hold up. Wait a minute. Something ain't right. Nhìn cái mặt giống đúng kiểu là thích đồ không? Giờ sao thích đồ không? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Tưởng người khác. Rồi quỳ ơi, mà hại cái đám rồi quỳ ơi. Quỳ hay là quỳ? Thấy mẹ rồi. Rồi xuống cái gì đây? Một pha đưa nhau đi vào lòng đất. Xuống là té đó, ta đã xuống là té đó. Ủa sao? Rồi chắc luôn, cái đám xây chắc luôn rồi. Xuống cái gì? Mấy khi hôm qua thì lỗi mình không ăn bia. À vậy hả? Bữa nào đem đi sợ nó xem. Đem đưa lên bị cái gì? Trời ơi, quỳ ơi là quỳ. Quỳ hại cái đám rồi. Ừ, giúp tôi với. Giúp hả? Tôi không bật máy ra được. Ủa tôi máy ra được. Phải chụp một tấm hình mới được. Coi kìa. Mọi người coi kìa. Sản phẩm của Hải Quỳ kìa. Mọi người thấy chưa? Đó là lý do tại sao mà chúng tôi không cho Hải Quỳ lái xe là vậy. Yeah, thở tới 10 giây. Cái gì vậy? Ôi vô mà. Ủa gì vậy? Cái gì vậy? Ủa hai quỷ. Hả? Xe cháy rồi. Cái gì vậy? Xe cháy rồi kìa. Rồi hiểu luôn. Mẹ cái đứt kìa gì? Tự nhiên đang ngồi trong xe rồi sao? Có bị đeo hả? Cái gì vậy? Đến ai lần đó end game rồi. Mình vừa thất bại kìa. Đứt kìa rồi. Cái gì đấy? Quá hoại quá.